Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Đăng Vy Beauty. Và video ngày hôm nay sẽ hơi đặc biệt một chút, đó là Vy sẽ vừa make up và vừa trả lời những cái câu hỏi mà hôm trước Vy có đề ra để cho các bạn hỏi Vy những cái thắc mắc về Vy. Thì bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu video này nha. Đầu tiên, mình tên đầy đủ là Nguyễn Ngọc Đăng Vy. Và rất là nhiều bạn hay nhầm lẫn cái từ Đăng này nè là họ của mình. Nhưng mà thiệt ra mình tên đúng là Đăng Vy nha. Và năm nay mình 26 tuổi rồi đó. Mình sinh ra và lớn lên tại thành phố Nha Trang và bắt đầu sống ở Sài Gòn một năm trước. Hiện tại thì mình đang theo học một cái khóa học make up chuyên nghiệp và mình có nhận dạy make up cá nhân. Song song đó thì mình cũng làm thêm về mảng beauty, về review và làm video nè, giống như là trên YouTube các bạn đang xem á. Và mình cũng có buôn bán một ít đồ để kiếm sống qua ngày nữa. Và nên những bạn nào muốn học make up cá nhân thì có thể liên hệ mình nha. Tiếp theo, lý do mình thích công việc làm YouTube. Nói mà không vì tiền thì cũng hơi xạo, nhưng mà thực chất với cái lượt xem YouTube bây giờ của mình thì việc kiếm tiền nhờ vào YouTube thật sự rất là khó. Và các bạn cũng biết là để bật được cái tính năng kiếm tiền nhờ YouTube thì cũng không hề đơn giản. Và mình làm YouTube cái chính là mình thích cái đã, và mình thực sự xem cái việc quay video, edit rồi post lên cho mọi người, thật sự là chưa dám nói là mong mỏi mọi người thích cái video của mình. Nhưng mà đây là thành quả, là công sức của mình tạo ra, và cũng là để lưu lại những cái khoảnh khắc, những cái hoạt động của mình đã làm ở trong năm nay và cả những năm sau nữa, để mà sau này khi mà mình không còn làm việc YouTube nữa thì mình cũng sẽ nhìn lại và nhớ lại những cái gì mà mình đã cống hiến, đã hoạt động trong cái khoảng thời gian tuổi thanh xuân của mình. Còn đây là một câu hỏi mà rất là nhiều bạn đang thắc mắc, đó là muốn được các brand tặng đồ để review thì phải làm sao? Thật ra cơ duyên lúc đầu của mình đến với công việc này là nhờ hội nghiện Makeup Junkie. Khi mà mình đã là thành viên của hội và mình bắt đầu post những cái makeup và có đi kèm những cái lời review ngắn gọn về sản phẩm của mình. Và sau đó mình được book review son. Mình nghĩ đơn giản là mình có nét và khuôn mặt của mình tương đối ổn. Các anh chị từ các brand tham gia trong các group làm đẹp sẽ quan sát, thấy bạn nào có tiềm năng thì họ sẽ trao cơ hội. Và đó cũng là một sự may mắn và là một cái tiền đề để mà mình suy nghĩ lại cái công việc đang làm ở thời điểm hiện tại, đó là làm lễ tân khách sạn. Sau một thời gian trải nghiệm và review các sản phẩm của brand thì họ thấy mình làm tốt. Tốt ở đây có nghĩa là mình làm hình ảnh đẹp, kỹ lưỡng, họ hài lòng thì họ book thêm. Còn chuyện review như thế nào là việc của mình. Đương nhiên là những cái review của mình nó phải chân thật, không thể lúc nào cũng khen sản phẩm tốt được. Như vậy thì người xem sẽ thấy mình PR quá đà và không tin tưởng mình nữa, không ủng hộ mình nữa thì mình sẽ mất job thôi. Khó khăn khi bắt đầu làm beauty là mình không biết quay như thế nào, vì thực chất là phòng của mình không có đẹp, cho nên bắt đầu quay chỉ với cái tường thôi, rồi có chân máy và một cái điện thoại. Sau này thì ổn hơn, mình được sự hỗ trợ của Sky 007 quay và edit video giúp mình. Và sau đó thì quá xa cho nên mình cũng lười và mình đã tự quay và tự edit video luôn. Để mà vượt qua những cái khó khăn thì mình chỉ có thể là thôi suy nghĩ phức tạp đi. Kiểu như là lúc nào mình cũng phải chờ cái này có cái kia rồi mình mới bắt đầu làm. Nhưng mà thật sự biết bao giờ mình mới có, đúng không? Mình phải biết chấp nhận những cái gì mình đang có và tận dụng nó để mà làm tốt thôi. Thiếu cái gì thì từ từ mua thêm, bổ sung thêm. Nói chung là từ sau dịch đến bây giờ thì hoàn toàn video là tự mình quay và tự edit mọi thứ luôn. Nói chung là cũng cảm thấy khá là thú vị. Có khá là nhiều bạn hỏi mình, nhưng mà bởi vì cái thời gian video này có hạn cho nên mình sẽ lựa ra những cái câu hỏi mà cần thiết để mà trả lời cho các bạn thôi. Và những cái câu hỏi phụ thì Vy sẽ post story ở Instagram cũng như là ở Facebook để các bạn có thể tiện theo dõi nha. Vì mùa hè thời tiết khá là nóng cho nên Vy sẽ tập trung một cái lớp nền thật là mỏng mịn. Bên cạnh đó thì màu sắc trên gương mặt cũng phải hài hòa, điểm nhấn là đôi hàng mi cong để làm cho đôi mắt được long lanh hơn và màu son đỏ không quá tươi chói. Nếu bạn nào không thích chất son bóng thì có thể lựa chọn chất son này nè, cũng rất là hợp đó. Vậy là Vy cũng đã vừa hướng dẫn xong cho các bạn kiểu make up này rồi. Nếu mà các bạn thích thì cho Vy một like và không quên subscribe kênh YouTube của Vy để có thể theo dõi những video tiếp theo của Vy. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Bye bye.